Ngày 25 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, liên quan vụ cán bộ công an bị đứt lìa hai chân khi truy đuổi cát tặc trên sông Hậu, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan. Theo đó, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hai người đàn ông, sinh năm 1979 và sinh năm 2002, cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để điều tra. Trước đó, vào khuya ngày 23 tháng 11, tổ tuần tra công an huyện Trà Ôn gồm 4 người đã đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Ôn. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện ghe gỗ không số hiệu cùng hai đối tượng đang khai thác cát trái phép trên sông Hậu nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, các đối tượng ngoan cố không chấp hành, rồi điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, ghe của các đối tượng đã va chạm vào tàu của tổ tuần tra khiến cả 4 cán bộ rơi xuống sông. Sau đó, 3 đồng chí trong tổ đã lên được ghe của đối tượng, riêng đại úy Trần Hoàng Ngôi đã bị thương nặng, hai chân dưới gối bị đứt lìa nghi do bị cuốn vào chân vịt ghe của đối tượng. Đại úy Ngôi đã được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi chân phải và cắt bỏ trên gối chân trái. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định.